Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Trung Thành, xã Trung Hòa, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 578 m². Trên thửa đất căn nhà vườn có 241 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường nhựa số 6 khoảng là 300 m. Con đường này rộng khoảng 2 m. Mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua đi ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng, cách khoảng 1,5 km nha anh chị. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ga đường nhựa số 1 là 200 m. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh anh chị nắm nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để anh chị mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ và xây tường hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo cái mặt tiền bê tông là 14 m9 và có chiều dài là 42. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên kia là 14 m9. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m. Và phía trên thì hàng sắt hết luôn chị. Và mỗi cây cột thì cũng ốp hết luôn. Phía trước thì mình có một con kênh rộng khoảng 5 m nha chị. Mình thoát nước ở đây nè, rất là dễ dàng luôn. Và anh chị mình lấy nước để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà vườn của mình có 241 m là đất thổ cư nha anh chị. Căn nhà thì hiện tại là quay về hướng đông. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây là 18 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 52 km là anh chị tới nha. Đất và nhà của mình thì tới đây nha anh chị là hết. Ranh giới của mình là 14 m9. Phía trước thì gia chủ có xây cổng rào và ốp gạch hết luôn anh chị. Cửa cổng thì bằng sắt. Phía trước thì mình có không gian sân, gia chủ thì cũng lót gạch nền hết luôn nha anh chị. Về thì anh chị có thể mình làm một cái máy tiền chế ga. Mình có bãi sân để anh chị mình đậu xe nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị mình xem và tham quan căn nhà vườn của mình nha. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Trên tường thì lót khoảng 1 m 8. Và phía trên thì sơn và đã đi bê. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa cây gỗ đỏ nha anh chị. Phía trước mặt tiền thì gia chủ đều lót gạch
hết luôn rồi anh chị. Trần thì gia chủ đóng la phong. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn. Căn nhà này em thấy còn rất là mới. Về thì anh chị có thể mình mua, anh chị mình ở, anh chị mình cũng không cần tu bổ lại thêm nha anh chị. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 800 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị mình trực tiếp xem vệ tinh. Về đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian nha. Ở đây là không gian phòng thờ của mình nha anh chị. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Tường thì lót khoảng 1m8. Phía trên thì sơn và đã đi bê hết luôn nha anh chị. Trần thì đóng la phong. Và hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình nha anh chị. Bên trong thì cũng lót gạch anh chị và dán lên tường. Phía trên thì sơn và đi bê. Trần thì đóng la phong nha anh chị. Bên hông thì có một cánh cửa sổ bên ngoài. Cửa thì cửa nhôm anh chị. Còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Bên trong thì cũng lót gạch như căn phòng đầu tiên thôi anh chị. Toàn bộ cửa thì gia chủ chỉ sử dụng là cửa cây thôi anh chị. Căn nhà của mình em thấy thì rất là kiên cố và rất là đẹp luôn. Anh chị có thể mình mua về để anh chị mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Còn khu vực này anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách ở chỗ này ha. Căn nhà thì em thấy gia chủ xây rất là rộng luôn nha anh chị. Bên đây là căn phòng thứ ba của mình. Còn bên hông thì gia chủ cũng làm một cái máy tiền chế ra và xây thêm khu vực này là không gian nhà bếp và nhà vệ sinh nha anh chị. Ở đây là nhà vệ sinh. Bên trong thì cũng lót gạch anh chị và dán lên tường cao khoảng 1m2. Khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Bên đây thì gia chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m8 nha anh chị. Căn nhà thì là nhà cấp 4, 3 gian hồi xưa anh chị. Ở nhà thì em thấy cất rất là kiên cố luôn. Về thì anh chị mình chỉ ở thôi, cũng không cần tu bổ lại nha anh chị. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm giá gấp, chỉ còn 800 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 578m2. Trên thửa đất căn nhà vườn có 241m là đất thổ cư.
Phía trước là đường bê tông 2 mét, mình chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác, cách đường ô tô khoảng 200 mét nha anh chị. Ở đây thì điện nước wifi gia chủ thì cũng đã vô sẵn. Nhà cửa thì khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Ngang là 14m9 anh chị, dài là 42. Phía sau thì mình còn một thửa đất trống anh chị. Trên thửa đất căn nhà của mình có một khuyết điểm nha anh chị. Phía sau thì mình có một ngôi mộ ở phía sau. Gia chủ thì có nói với em bán đất và bán nhà, còn phần mộ phía sau thì anh chị có thể mình xây tường lại nha. Gia chủ thì không có đem đi nha anh chị. Phía sau thì gia chủ đang trồng một số dừa. Ở về thì anh chị có thể mình xây tường ngay chỗ này lại nha anh chị. Ở về thì anh chị có thể mình trồng cây ăn trái thêm. Nước ngọt thì quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Dùng đất này thì anh chị có thể mình trồng dừa nè, mít, bưởi, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn nha. Tổng diện tích là 578 m². Đất và nhà thì có 241 m là đất thổ cư nha anh chị. Hiện giá chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 800 triệu cho hết diện tích đất và nhà luôn. Ở đây thì khu dân cư nhà cửa ở rất là đông luôn nha anh chị. Vị trí này thì anh chị có thể mình mua để nghỉ dưỡng hoặc là anh chị mình mua làm phường là hợp lý luôn nha. Mình cách chợ, trường học, ủy ban chừng 1,5 km thôi. Ở đây thì mình có đèn đường đầy đủ luôn anh chị. Mặt tiền thì em thấy cũng rất là rộng, tới 14m9, sâu là 42 nha anh chị. Đất mình thì sổ hồng riêng chính chủ luôn. Anh chị mình mua thì có thể ra công chứng liền được luôn nha anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy rất là rộng luôn anh chị. Nhà thì gia chủ đều trang trí rất là khang trang. Nhà này là nhà cấp 4, 3 gian hồi xưa nha anh chị. Phía trước thì mình có một phòng thờ, một phòng khách, 3 phòng ngủ anh chị và nhà vệ sinh, không gian, nhà bếp. Nhà thì gia chủ đều trang trí và xây cổng rào rất là kiên cố luôn anh chị. Phía trước thì chủ có làm sàn nước nè, mình thoát nước ra sông luôn. Đây thì mình có hai cái bồn để anh chị mình có thể đựng nước mưa, anh chị mình sử dụng, mình khỏi tốn tiền nước luôn nha anh chị. Phía trước nè, anh chị thấy không? Xây tường 1 mét hết và hàng sắt rất là kiên cố nha anh chị. Gạch nền thì lót hết luôn, anh chị mình về mình khỏi cần làm nha anh chị. Hiện giá chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 800 triệu và bao giấy tờ sang tên sổ hồng cho anh chị luôn. Căn nhà này thì gia chủ nói với em là xây khoảng 600 triệu rồi anh chị. Toàn bộ cửa thì sử dụng là cửa cây hết luôn nha anh chị. Giá này thì em thấy cũng rẻ và phù hợp để anh chị mình có thể mua, anh chị mình ở nha. Anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ vị trí căn nhà trên Google Maps để anh chị xem trên vệ tinh nha. Về đây thì anh chị mình cũng không mất thời gian ha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.